mặc một cái áo rất là cute luôn. Rồi cái tóc của cô gái này thì mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây nhé, mà màu nhẹ thôi để mình tô nhé. Yeah. Sẽ tôi đều qua bên đây giùm mình luôn nhé. Và tóc của cô gái này cũng là tóc ngắn thôi, cho nên mình tô cũng nhanh lắm mọi người nhé, không có dài lắm. Rồi tiếp theo thì là cái nơ này, cái nơ chỗ cái nón này, thì mình sẽ cho cái nơ chỗ này màu đỏ nhé, màu đỏ kết hợp với lại cái trên tóc màu xanh như vậy thì nó sẽ làm nổi, rất là nổi luôn. Rồi, tiếp theo là cái nón thì mình sẽ cho màu hồng nhẹ nhé. Kênh sao ạ? Thầy giúp tôi làm trùm. Trùm đó hả? Làm trùm đó, trùm hết rồi. Ý là nó vẫn trùm trùm, kiểu như nó vẫn khác, cứ trùm 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 đó. Rồi làm sao? Bây giờ xử lý làm sao? Đó, cái nón mũ bòi này, mũ nhồi chứ, thì mình sẽ cho màu hồng như vậy nhìn rất là xinh luôn. Trời ơi, cái nón sao vậy? Lột nón dài hả? Thấy cái mập. Cá mập con đu 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 cá mập con. Rồi cái vỏ sò trên cái áo cắt cùm cùm. Ê con ơi, mẹ cảm ơn con nhé. Đỏ lên cho con kìa, đỏ lên nhờ, đỏ lên cho con kìa. Lên, đợi lên. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Hả? Con đang làm cái gì vậy? Rồi tiếp theo thì cái nút, cái hàng nút ở đây mình sẽ cho màu tím tím nha. Lấy bông tâm làm cái gì nữa vậy con? Màu kem đi ha, cho nó nổi. Kem cũng không
được hồng thì hồng sen đi ha. Cam thì nó trùng với lại cái vỏ sò này cho nên thì nó sẽ không đẹp á. Anh ơi, bông tâm kìa, con lấy con chọt cổ tay anh nè. Cắt giữa con ghê, em làm bông bông nè. Không phải là mày giữ mà không chịu ai hết. Cứ hở vậy đây. Sao con? Không cho ba mẹ làm hả? Cứ hở vậy ở đây hoài à. Rồi đi về bển rồi làm sao đây? Rồi bà chọt vô cái lỗ tai điếc luôn bây giờ. Lì quá trời lì à. Giấu rồi đó, nãy em giấu rồi mà ta, sao nó lấy được nữa rồi. Giấu vô trong cái góc này mà. Cho bạn mua lò bị sắt hả? Bị bị sắt cho bạn, thưa bạn mua lò bị sắt. Sắt. Bay bị sắt. Sắt. Bay. Bị sắt. 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 Đi chưa ơi, thay ra đi, ghê quá à. Thôi con đi thay ra đi rồi mình đi chơi nè, rồi ngày mai mình hãy đi tắm chịu không. Thay bờ rồi nha, để mẹ quay gần xong rồi còn 2 phút nữa mẹ thay bờ cắt ra. Đi sao quá. Đừng con đứng xuống, đứng lại. Con đứng đằng đó đi, con đứng đằng đó, con đợi mẹ chút nha. Con đi đằng đó, con đứng đàng hoàng, đừng có nhảy, đứng đàng hoàng, con đứng con ngồi xuống đàng hoàng, con đừng có ấy nữa. Rồi ok thì mình tạm thời là mình đã tô xong bức tranh về cô gái nha, tóc xanh này rồi nhé. Rồi video này là kết thúc nhé, bye bye.